30 phút nữa Linh ơi. What? Còn 30 phút nữa cơ. Hello chị và được đây chưa? Đến với một video nữa. Và chào mừng các bạn đến với vlog vlog Tết đầu tiên. Yes. Mình đồng hành cùng Linh. Hello. Hello. Ê, chúng ta đang tải phần mềm chỉnh video. Và đây là có cỡ Bình ơi. Say hello. Hello. chúng ta sẽ có cái vlog Tết đầu tiên. Yes. Và như bạn thấy chắc các bạn có thể thấy sự khác biệt chính là mình đang dùng chiếc Canon mới. Mới mua, chẳng biết các bạn nhìn được phản chiếu không nhỉ? Xem nào. Ở đâu rồi? Đấy, các anh đó. Đấy là thấy cái chiếc Canon mới. Booyah! Chứ không phải dùng chiếc iPad hay là chiếc máy quay vớ vẩn gì nữa. Woo! Như bạn đấy, đây là quay của mình. Ui. Thôi, nhìn được một ít thôi. Thì kế hoạch hôm nay chúng ta sẽ là đi ra ngoài chơi, bay cái máy bay flycam. Ok. Cho bạn xem cái flycam. Let's go. Chiếc flycam khá là quen thuộc. Và pin của nó thì đang được sạc. Khi nào cái phần này này. Đây này. Phần này nó đỏ lên thì chúng ta mới gọi ok nhỉ. Linh nhỉ. Yeah. Sorry. Và có một điều đó chính là chúng ta vừa đạt được 20.000 subscriber. Đây, từ từ cho bạn xem nhá. Đây là cái video mình record lại. Come on. Nó đang opening. Đấy, từ từ, đây. Tôi đang ở 19.984. Và nó lên. Yes. Woo. Nó lên 20.000. Chắc bây giờ là 2.000 mấy trăm rồi đấy. Không biết nữa, nhưng mà cái này được quay lúc mà nó đang ở 2.000. Yeah. Yeah, đấy là một điều rất là tốt. Và mình phải đợi cái iMovie nào bật lên. Đó, đấy, phải đợi cái iMovie nó load xong. Thì chúng ta mới có video để edit, để cho bạn xem một nữa. Tại vì là, như là mấy ngày rồi chúng ta chưa làm video sao ấy. Yeah. Ê, Bình nói chúng ta đang làm gì đây? Đi tắm. Chúng ta đi tắm gì Linh? Đi tắm bể bơi. Bể bơi gì? Bể bơi Bể bơi nước nào? Bể bơi gì? Bể bơi nước khóa. Đúng rồi, bể bơi nước khóa. Yes. Yeah, rồi đi vào quán. Let's go. Cái này á? Ai cần cái này? Đây cái này. Cái này bể bơi nước khoáng. Bơi là bể bơi nước khoáng anh. Nước bẩn. Nó bình thường. Nước của mua chết đây các bạn ơi. Làm gì có? Có mua chết được chưa anh? Là họ danh tiếng của họ. Nhưng mà làm gì có mỗi gì đâu bình thường. Ok, các bạn ơi, chúng ta đã đi bơi xong. Và nếu các bạn muốn xem một vài hình ảnh đấy, đây chúng ta xem luôn. Đó, khá là ảo diệu đúng không? Thế là mình không có nhiều thời gian để quay, tại vì là nước chưa thưa, mình đang ở dưới nước mà. Và nếu muốn quay chúng ta phải có một cái GoPro. Và đây là mọi người, đây là Bình, đây này, Linh ở đây. Đấy Linh đấy, mọi người ở đây còn hai đứa em gái với cả dì Nhung nữa là chưa xong. Nói chân. Để chúng ta sẽ hẹn gặp các bạn lúc chúng ta về nhà nha. Bye. Mới biết là bọn mình đã ok, vậy là tất cả mọi người đã tắm rửa xong. Yeah. Và điều duy nhất chúng ta cần đó chính là một cái loại cơm gọi là cơm lam. Nếu bạn không biết cơm lam là gì, chắc một vài bạn phải biết chứ. Thì nó là một loại cơm để trong tre. Để trong cái ống tre, rồi họ dùng lửa họ nung lên. Thế là chúng ta đã có cơm lam. Yeah. Và thật sự ăn nó cực kỳ ngon luôn, ăn ngon cực. Cực. Sao camera thế nhỉ? Chúng tôi phải né sắc nét, mà chắc là tại Đức chỉnh cái chế độ gì ấy. Nhưng thôi đi, chúng ta sẽ cho các bạn xem cơm lam. Yeah, let's go. Yes. Hoa đào nở rồi. Yes. 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 Woo. And when to be ten. Chán quá. Là gì? Oh no. Nó chưa được. God damn it. Ok,
Trong lúc mà đợi cái iMovie ấy thì chúng ta sẽ chơi một vài game mình mới đang một trò chơi trên Steam. Đó chính là Expendables, phiên bản mới của Broforce. Thì mình sẽ quay video đấy và đăng lên YouTube nhà mình nhỉ. Hai anh em mình sẽ chơi. Yeah, let's do this. Đây Steam đây. So loud. Thì đây đây Expendables đây. Gì đây? Đây đây là nó là Expendables. Đây là chơi gì nhỉ? Đấy, Expendables. Yeah, nó chơi thôi, let's go. Con nhện. Từ sao nó mở nhỉ? Con nhện này. Có bao giờ nhìn rõ không? Chắc là không nhìn rõ. Ở giờ mở tịt đây. Đấy chạm nhá. Đừng chạm. Đừng chạm, ghê chết được đấy. Đừng. Ghê, con này nó bò lên tay gì? Sợ thật đấy. Đây này, chết rồi, nó bị cắn rồi. Từ như này. Rồi, bị cắn rồi. Đâu? Đây là cảm thấy tức là Spider-Man. Đừng mở ra. Đừng, nó bị cắn rồi đấy. Ờ đây này. Vết đây này. There we go. Look at that. Beautiful. Okay, thì video game Expendables vừa xong. Yeah. Chờ các bạn có thể xem. Hình như nó upload lên rồi. Mình nghĩ thế. Chơi các bạn thích không? Tại vì người chơi online ác cún nhỉ. Thì bây giờ mình đang đi bộ ra cái thứ được gọi là dòng sông, cái chỗ mà để chơi nước ấy. Mình gọi nó là chỗ để chơi nước hoặc là công viên nước. Thì nó sẽ khá là ngầu. Yeah, let's go. Oh no, nước dâng lên cao rồi. Oh man, nghĩa là chúng ta không thể đi được nữa. Oh man, thường chỗ này vui cực. À, để khi nào nước chỗ kia, chỗ kia nó không mấy nữa thì chúng ta sẽ đi ra chơi nha. Yeah, let's go. Let's go home. Oh no, có mèo này. Hey. Mèo. Đừng bỏ đi. Ra đây. Đi ra đây. Ê, hay lắm. Yeah, mèo xinh nhỉ. Oh man. Nó vẫn chưa đỏ thế nào. Damn it. Vậy bây giờ thì mình với cả Bình không có việc gì làm nữa, thế là chúng ta đang đứng ở ngoài trời ngắm cái cảnh này. Nhưng thực sự các bạn thấy nó khá là đẹp mà. Bảo ra bảo kiếm đá. Đấy, một cảnh trời như này, mặt trời rất là đẹp, mây mà bằng cái mồm mình. Nhưng mà chúng ta sẽ tận hưởng cái này cho đến khi cái sạc pin của cái cái cục pin. Sạc pin. À, cái cục pin của cái máy bay. Nó hey, don't touch my pin quá. Nó nó sạc đầy. Thì lúc ấy chúng ta để đi chơi máy flycam. Yeah. Rửa xe. Lớp quả táo. Lớp quả táo rồi. Quả táo đâu? Quả táo đấy. Rồi rồi, đang zoom vào. À đây đây, chấm chấm kìa. Right there. Rửa xe Bình ơi. Rửa xe. Chúng ta nên làm tiệm rửa xe. Tiệm rửa xe của Đức. Yeah. Tới điểm máy xanh. Đâu, tới tiệm rửa xe của Đức. Bây giờ máy rửa xe, nó rửa xe này. Đi rửa xe đi, let's go. Bây giờ đi rửa xe được đi. Bố ơi, con rửa xe. Bình ơi, ướt. Okay. Ướt. Bố có muốn rửa xe? Rửa xe. Rửa xe, nào Bình rửa xe đi, đúng rồi. Con đi. Yes. Yes. Rửa xe. Bố ơi, con rửa xe nhá. Yo. Xem lại slow motion đi, xem slow motion. Chúng ta đi tắm gì Linh? Đi tắm bể bơi. Bể bơi gì? Bể bơi Bể bơi nước nào? Bể bơi gì? Bể bơi nước khoáng. Đúng rồi, bể bơi nước khoáng. Yes. Yeah, người đi bể bơi nước khoáng. Let's go. Bể
bơi nước khoáng. Bơi 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 nước khoáng ấy. Nước bẩn. Nó bình thường. Nước có mũi chết đây các bạn ơi. Làm gì có? Có mũi chết là chưa đấy. Đừng hỏng danh tiếng của họ. Nhưng mà làm gì có mũi gì đâu bình thường. Ok các bạn ơi, chúng ta đã đi bơi xong. Nếu các bạn muốn xem một vài hình ảnh đấy, đây chúng ta xem luôn. Khá là ảo diệu đúng không? Thế là mình không có nhiều thời gian để quay, tại vì là mình đang ở dưới nước mà. Và nếu muốn quay chúng ta phải có một cái GoPro. Và là mọi người đây ở bên đây này, Linh ở đây. Đấy, Linh đấy. Mọi người ở đây còn hai đứa em gái với cả dì Nhung nữa là chưa xong. Đấy. Hey, mọi người thế nào rồi? Tớ thì đang edit video. Yeah, đang xem lại rồi. Chuyện bên nó dài có mỗi 10 phút thôi. Từ từ, bình tĩnh. Đấy, 1 phút 59. Và thêm cái đoạn này nữa thì chúng ta sẽ được nhiều phút. Yes. Vậy cái của chúng ta là gì Bình? Chơi Minecraft. Đúng rồi, chúng ta sẽ chơi từ tối thế nhở. Chúng ta sẽ chơi Minecraft. Thì từ đây mọi người đều có Minecraft nhá. Máy iPad này cũng có Minecraft nhá. Máy bội cũng có Minecraft nha. Tất cả mọi người đều có Minecraft. Yes. Cái gì nhỉ? Cái gì? À đúng rồi. Chúng ta xem Táo Quân rồi đón giao thừa. Táo Quân á? Nó không phải có Táo Quân mà kìa. Nhưng không đã giao thừa. Nhưng mà một lát nữa sẽ có. Bây giờ đang là mấy giờ rồi? Bây giờ đang là mấy giờ? Đang kìa. Đang là 19:56 rồi. Vậy như còn một vài phút nữa thôi. Yes. Và sau khi bắn pháo hoa chúng ta sẽ... Từ từ mình đi. Sau khi bắn pháo hoa xong thì mình sẽ bắn pháo hoa trong Minecraft thì mình nhờ. Trong các bạn remote đấy. Yeah. Mình có thể chúng ta có thể re-record cái đấy luôn. Bạn đã thích record không? Yeah, chúng ta record đi. Yes, I like it. Đừng cái thằng kia để chúng ta làm cái pháo hoa trong Minecraft. Bị làm gì ấy? Đi đâu vậy? Được. Có da khỏe đấy làm gì? Nhìn này. Đâu, Linh đây. Anh là Linh đây. Linh kìa. Tên hacker. Hack. Không chấp nhận được. Linh hack ấy Linh ạ. That's not good. Chúng ta còn 1 tiếng hoặc là mấy chục phút nữa để năm mới đấy. Yeah. Do you feel? Wow, I wish I could see it. Pháo hoa kìa. Mình ơi. Mình ơi. Pháo hoa kìa. Nó nhìn thấy ông nhỉ? Có một xíu. Wow. Không nhìn thấy gì cả. Wow. Look at that. Tối quá chẳng nhìn nhỉ. Thấy rồi. Ôi, ở đâu ấy? Hoa từ phía. Yay! Yay, it's freaking New Year! Woo! I haven't seen you since last year. Why? What the hell is this? Where is it?
nó hơi bị blurry. Như là họ hết rồi sao? Để cho anh quay xong rồi chúng ta nhìn ra. Rơi 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 rơi. Đây này con nhìn này. Ôi đẹp chưa? Đây, đây. Wow. Tiếp tục đấy. Wow, wow. Có. Cái bên này chỉ nhìn được cái giữa. Wow, wow. Ôi này nhìn này. Wow. Bác Phương với nhà ông Tuyển Thọ. Ừ. Nhà nào mà dính líu đến Trung Quốc một tí là đầy pháo. Oh, wow, wow. Wow. Cùng đây, cùng đây, cùng đây, cùng đây, cùng đây. Ôi nhiều ơi em ơi. Cùng đây. Wow, con nào cũng có. Ủa? Con đi ra đây. Như là hết rồi. 15 phút rồi. Hết rồi. Có hứng chi không? Ờ vẫn còn à, vẫn còn à. À càng đấy, còn càng khuếch đấy. Úi giời ơi. Yeah. À sô cô la. Con cần em ngồi em một chỗ đi. Lên pháo hoa, pháo hoa. Đứng lên, pháo hoa Bình ơi. Pháo hoa. Ơ lên ngồi lại bạn anh xa xa đi. Đừng. Lên trời ơi. Bình ra đứng gần rồi. Bình ra đứng gần ở chỗ wifi xem nào. Đây là cột wifi của chúng ta. À nhầm, không có wifi, cột pháo hoa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bình có vinh dự, Bình sẽ có vinh dự kích nổ cái pháo đài này. Pháo hoa này, bắt đầu đi. Cái vinh dự của Bình đấy. Ê, nó được rồi. Happy New Year. Happy New Year. Trong Minecraft. Ơ, sao nó đi xuống này. Oh my god. Yeah. Oh my god. Oh my god. Ông sẽ xin nhà ông bà ngoại có sao không? Không, thôi không sao rồi. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Wow. Thưa các bạn, chính là vlog Tết của ngày hôm nay. Mọi người chưa, đã tối rồi. Wow. Và Bình sẽ là hẹn gặp lại các bạn vào các vlog Tết tiếp theo nhá. Bye.